hơn. Hello các bạn, hôm nay là mình sẽ sửa lại, chỉnh chu lại cái phần thu, và sau đây sẽ là dọn dẹp. Ngày 10 giờ đêm ngày 13 tháng 4 năm 2020, và còn 2 ngày nữa là ngày mai rồi. Các bạn sẽ xem được clip này là sáng mai đó, là còn 1 ngày nữa là mà mình sẽ hết cách ly. Thì mình cũng đã chuẩn bị náo nức để mình có thể hết cách ly rồi, dùng Covid đó. Thì mình cũng náo nức, rất là náo nức, là chuẩn bị cho những cái công việc trong cuộc sống. Mọi người sẽ mong là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ, sẽ mong là sẽ không chỉ ở của chúng ta, của riêng cá nhân nữa, mà mọi người trên thế giới cũng sẽ ổn định cái căn bệnh này. Mình thấy quá nhiều cái sự mất mát, mình cũng tiếc, thật sự rất là tiếc thương cho mọi người. Cũng xin cầu nguyện là chúng ta phải luôn luôn hy vọng là mọi thứ xung quanh ta sẽ luôn luôn may mắn, và luôn luôn mọi người sẽ vượt qua cái căn bệnh Covid này, may mắn là vượt qua, cố gắng vượt qua, cùng nhau chúng ta vượt qua. Và sau khi cách ly thì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, và đây là một cái phòng thu từ sáng tới giờ là chúng mình chuẩn bị, mình dọn dẹp, mình trang trí, mình làm nó loè loẹt lên để chuẩn bị đón các học viên mới, đón những bạn mới vào, những khách hàng vào thu âm, hay là đón lại rất nhiều sự may mắn đến. Và chúc cho mọi người luôn may mắn và luôn nhiều sức khỏe. Và những bạn nào đó luôn theo dõi mình thì sẽ luôn hát hay hơn. Và hãy nhớ đăng ký kênh của mình, và sắp tới là mình sẽ có rất là nhiều những điều hay ho để có thể làm cho mọi người có thể hay hơn và vui hơn trong cuộc sống âm nhạc đam mê của mình. Và những bạn nào mà có đam mê và có ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp á, thì mình, bên mình rất là thích mình rất là thích, bởi vì thực sự là mình, thực sự mình xây dựng nên cái mọi thứ để chủ yếu là giúp cho những cái tài năng âm nhạc phát triển. Thường thường đó, tài năng âm nhạc phát triển, những bạn nào muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hay là muốn trở thành những tài năng âm nhạc thì hãy liên hệ mình, thì hãy hãy tìm kiếm mình, liên hệ mình, và mình hy vọng là sẽ có những cái sự đóng góp, những cái chia sẻ tích cực nhất, và tạo nên sự thành công cho bản thân của các bạn, cho mọi người, cho cộng đồng âm nhạc Việt Nam và cho chính niềm vui của mình. Nhưng mà mặt khác, mình cũng sẽ dạy thanh nhạc, dạy về những các lĩnh vực bên âm nhạc, giống như kể cả kỹ thuật thu âm và hòa âm phối khí vân vân, để bổ sung cho cho tất cả mọi người luôn, kể cả những bạn chưa hát tốt, hoặc là những bạn đã hát tốt rồi, hoặc là những bạn có cảm âm không tốt luôn, thì mình có những cái giáo trình rất đặc biệt dành cho mọi người, và có thể học và phát triển cái đam mê của mình. Mình cam đoan là ai học giáo trình của mình chắc chắn sẽ tiến bộ, và tiến bộ rất nhiều, sẽ mau chóng đạt được những cái mong muốn, những cái ước mơ của mình trên cái lĩnh vực ca hát nói riêng và âm nhạc nói chung. Chúc mọi người sẽ thành công, sẽ luôn vui vẻ, và cùng nhau chúng ta vượt qua mùa Covid này đại cát thành công, và sau đó là cuộc sống mọi người sẽ quay về cái guồng học tập và làm việc, và nhớ là luôn ủng hộ kênh của mình nha. Mình là thầy Phong Hay Nói.
chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ và ngủ ngon. Ngủ ngon là mình đi ngủ, còn ngày mai là chúc các bạn sẽ làm việc có một ngày mới dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.